Ok các bác nhá, xin kính chào tới quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác nhá, đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hai Audio nha mọi người. Đấy, buổi ngày hôm nay thì em nịnh mãi ông anh để lại được mấy đôi audio power đây các bác nhá. Đấy, để trả hàng cho anh em. Với lại cũng bán thêm cho tất cả các bác, thì còn có 1-2 đôi nữa thôi. Nhưng mà cái loa này nó chất quá anh em ạ. Đây thì em Hai có cái dòng loa audio power nhá, em vẫn nói với các bác đây cũng còn có 1 đôi nữa thôi anh em nhá, không còn nhiều đâu. Đó, đây là loa audio power này. Ơ không phải còn 1 đôi. Sáng nay 2 đôi đúng không? Hai đôi nhưng mà người ta cọc một đôi rồi, còn một đôi thôi. Đấy anh em nhá. Đấy, loa này là loa audio power, loa full 25 từ 19 côn 76 các bác nhá. Đấy, bát là BMC này. Đó, bát BMC nhá, tép BMC luôn nhá anh em nhá. Bát BMC và tép BMC. Và cái dòng này thì khá là hiếm ở trên thị trường với một cái dòng sản phẩm bát tép BMC mà lại từ 19 côn 76, tép 450. Khủng khiếp với đôi loa này luôn các bác nhé. Nhiều khi anh em đi mua cái kênh khác, các bác cứ bảo là loa người ta rẻ hơn cửa hàng bên em, thì em nói với các bác rằng là cái gì nó cũng có cái giá của nó anh em nhé. Đấy, anh em mua cái giá rẻ hơn thì sẽ không được những cái chất lượng. Đấy, các bác nhìn cái loa, cái củ bát loa khủng khiếp không? Đó, anh em đi mua cái tiền nào phải nấy rồi các bác ạ. Chứ các bác mà cứ nghĩ rằng là các bác bỏ tiền ít mà các bác đòi mua những cái sản phẩm nó cao cấp như thế này thì em nghĩ với các bác rằng là sẽ không bao giờ có đâu. Đấy, em khẳng định với các bác luôn nhé, là sẽ không bao giờ có anh em nhé. Và thực tế luôn với tất cả anh em ở đây, cửa hàng bên em lúc nào cũng thế thôi, bán hàng cho anh em, bán theo chất lượng, bán theo chất lượng của sản phẩm, tầm giá bao nhiêu anh em hưởng cái chất lượng bấy nhiêu, chứ cũng không phải là bán cho các bác những cái hàng mà ví dụ như lấy bây giờ chẳng có ai bao giờ mà lấy những cái hàng mà gọi là bán cho tất cả các bác gì ạ. Lấy về giá cao mà bán thấp cho các bác là bán lỗ rồi, không ai bán rồi, đúng không? Đó là vấn đề đầu tiên anh em mình phải biết, đúng không ạ? Còn dòng chất, hàng chất này thì nó tiếp cận với những cái bác khách hàng nó có điều kiện một tí. Còn ví dụ như những bác khách hàng mà chưa có điều kiện nhiều thì các bác có thể là xem những cái hàng rẻ hơn để các bác có thể mua, đúng không? Cái này nó chỉ có hơn 6 triệu bạc thôi, 6 triệu 2 bạc thôi. Nhưng em nói với các bác 6 triệu 2 các bác tìm đâu ra mua đôi loa như này. Đấy, anh em đang đóng ở đây này. Em đặt vít đêm để đóng đâu? Cái này không có vít thì chưa đóng nhá. Đấy, cái này thì để vít, để tí nữa tìm lại cái vít đóng vào đấy cho các bác ạ. Này, các bác xem cái form loa, thùng loa này. Cửa hàng bên em làm này, anh em xem nhá. Rất là chất lượng luôn các bác luôn này. Đấy, chưa? Rất là đẹp. Đấy chưa? Con loa này khủng khiếp lắm anh em ạ. Đầu vào của nó 500W lần này, ở 8 ohm này. Đúng không? Đấy, con này thì cái giải tần hoạt động 70Hz cho đến 20kHz các bác nhá. Rất là phê luôn. Con này là loa của Đức các bác nhá. Và công nghệ là bát tép là của Italia. Hàng đẹp lắm anh em ạ, 100% đẹp hết luôn. Đấy, anh em xem từ những con đẩy ở cửa hàng bên em này. Đẩy LA600 các kiểu các bác nhìn, có thể là nhìn cái độ chất của nó là các bác biết nhá. Đấy, cửa hàng bên em bán hàng với các bác rằng là cái chất lượng thì lúc nào nó cũng đi hàng đầu hết. Đấy, nhìn coi. Con đẩy ở cửa hàng bên em có đẩy bãi, anh em nhìn anh em đã thấy khác bọt so với người ta rồi. Đấy, thấy không? Cái chất lượng ở cửa hàng bên em lúc nào nó cũng đặt lên hàng đầu như vậy, nên anh em nhiều khi anh em cứ bảo là sao mà bán đắt thế. Đắt hơn 100-200 đối với cửa hàng bên em cũng không quan tâm. Em khẳng định với anh em luôn, có nhiều khi nhưng mà cái đấy này em vẫn bán rẻ hơn cửa hàng khác đấy, đúng không? Cửa hàng khác bán 5 triệu rưỡi, 5 triệu 8. Em vẫn bán cho anh em 5 triệu. Đấy MOF, đây LA, đúng không? Đấy, em nói với anh em rằng là có nghĩa là nhiều khi là cửa hàng bên em bán đắt hơn 100-200 nhưng em lấy giá cũng phải cao hơn 100-200 bởi vì em lấy hàng đẹp cho anh em, đúng không? Đấy, anh em hiểu không ạ? Tất cả hàng ở cửa hàng bên em ở đây em bảo đảm cho anh em cái chất lượng, anh em chơi vô tư luôn. Đấy, loa này còn một đôi nhá. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ chơi. 6 triệu 2 các bác nhá, không phải mặc cả đâu mọi người nhá. Cảm ơn tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Bây giờ em lại cho em đóng hàng tiếp. Đấy, bắt đầu sơn sửa lại những đôi loa này, đóng hàng cho anh em. Vang X6 này, các loại vang này, là mix Zelaka cho anh em này, rất là nhiều này. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em nhá. Cảm ơn tất cả các bác. Số điện thoại em Hai đây này. 0972345183 nhá. Em giao hàng toàn quốc nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bác nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cửa hàng bên em nhá. Bye bye.